Xin chào các bạn, chủ đề Vlog 2 ngày hôm nay mình xin được nói về thành công. Vâng, định nghĩa thành công như thế nào thật là đơn giản thôi. Thành công là khi chúng ta đạt được những cái mục tiêu mà chúng ta đề ra được trước đó. Chẳng hạn, khi mà chúng ta tham gia trận đấu bóng đá giữa đội bóng của lớp mình với một đội bóng của lớp khác, đúng không? Và mình đặt ra mục tiêu là hôm nay mình phải lập hat-trick. Và chúng ta đã và bạn đã làm xuất sắc, ghi được 3 bàn thắng, khi đó chúng ta đã thành công. Hay là gì nhỉ, khi mà bạn đặt ra mục tiêu là phải thi đỗ trường đại học Bách Khoa chẳng hạn, và bạn đã làm được điều đó. Hay là khi bạn đặt ra mục tiêu là trong tháng này chúng ta phải giảm được 5 cân, đúng không? Thì khi đó bạn đã đạt được mục tiêu và bạn đã thành công. Anh ơi, em giảm được 10 cân trong vòng 1 tháng nhưng lại tăng 20 cân trong tháng tiếp theo, thế mới đau chứ. Vâng, định nghĩa về thành công chỉ là nội dung phụ mà thôi. Nội dung chính trong clip này gồm 2 phần. Và nội dung chính thứ nhất, mình xin được bắt đầu bằng một câu hỏi. Đó là, đối lập với thành công là gì? Đương nhiên là thất bại rồi, phải không các bạn? Hầu hết mọi người sẽ đưa ra đáp án như vậy, đúng không ạ? Tuy nhiên, người xưa có câu thất bại là mẹ của thành công. Và theo mình thì thất bại không phải là đối lập của thành công, mà đối lập của thành công chính là chúng ta không làm gì cả. Không làm gì cả. Vì sao mình lại nói như vậy? Bởi vì con người thường sợ thất bại. Họ lo sợ, cho dù có đặt ra mục tiêu đi chăng nữa thì họ cũng không dám làm. Có thể nói là không có bản lĩnh. Để có được thành công thì chúng ta phải bắt tay vào hành động, tức là bắt tay vào làm việc. Cho dù có thất bại đi chăng nữa thì chúng ta vẫn phải chiến đấu một cách ngoan cường, đúng không? Một lần thất bại thì cho chúng ta rất là nhiều kinh nghiệm cùng với những bài học quý báu. 2, 3, 4 lần thất bại chỉ cho chúng ta cảm thấy được rằng thành công đang tiến rất lại gần mình, đúng không? Và đến lần thứ 5, thứ 6 thì chắc chắn chúng ta sẽ đạt được thành công. Tuy nhiên không lại trừ những trường hợp như là khi làm lần đầu tiên đã đạt được thành công rồi, mà cũng có người có thể làm đến 10, 15 lần mới đạt được thành công. Anh ơi, dạo vừa rồi em có nuôi một cặp lô 6996 tầm 1 tháng cơ. Nhưng mà đúng hết tiền vào cuối tháng á, thì lại đổ cho 2 nháy, hôm nay không đánh chứ. Suýt chút nữa là thành công rồi. Lô đề không thuộc trong phạm vi của clip này đâu nha mày. Mình xin được nhắc lại một lần nữa, nếu mà chúng ta không bắt tay vào làm ngay thì chúng ta sẽ không bao giờ có được thành công. Việc học tiếng Nhật cũng tương tự như vậy. Nếu chúng ta đặt ra mục tiêu là đạt N5 trong vòng 3 tháng, hay là chúng ta đặt mục tiêu N2 trong vòng 1 năm rưỡi, thì chúng ta phải bắt tay vào công việc học tập ngay lập tức, không được chậm trễ. Lười nhác sẽ khiến chúng ta không bao giờ đạt được mục tiêu của chính mình cả. Nội dung chính thứ hai trong clip này cũng bắt đầu bằng một câu hỏi. Đó là, thành công có trông thấy được không? Mình sẽ trả lời ngay sau tiểu phẩm ngắn này. Nói thành phố Hồ Chí Minh rất là đẹp. Và bây giờ mình sẽ đặt ra một mục tiêu là vào tối ngày mai mình sẽ vào đến thành phố Hồ Chí Minh. Yeah, bye bye các bạn. Thôi, đành hoãn lại vài hôm vậy. Đi kiểu này chắc chết mất. Chịu được. Vâng, thành công thì không hề trông thấy. Thành công thì không hề trông thấy. Và phải trải qua rất là nhiều cam go, cực khổ, khó khăn. Chính vì thế con người thường hay dễ từ bỏ. Chẳng hạn chúng ta đặt ra mục tiêu là tiến vào thành phố Hồ Chí Minh bằng xe máy trong vòng 1 ngày. Và khi mà chúng ta tới được thành phố Hồ Chí Minh, tức là chúng ta đã đạt được thành công rồi, đúng không? Trong cuộc tiểu phẩm vừa rồi các bạn có thấy không? Ánh đèn xe máy trong đêm tối chỉ chiếu rọi vỏn vẹn có 10 mét mà thôi. Đường tối om om, vì thế chúng ta rất là dễ đâm vào bờ rào hay là lao xuống bờ ao.
Cho nên là gì nhỉ, anh chàng trong clip vừa rồi cũng đã thất bại. Việc học tập cũng vậy, chúng ta sẽ phải mất một quãng thời gian rất là dài để gì nhỉ, đạt được cái mục tiêu mà chúng ta đề ra như ban đầu. Ví dụ khi học tiếng Nhật thì các bạn đề ra là 1.5 năm chúng ta sẽ đạt được N2. Tuy nhiên cái thành công là việc đạt được N2 đó thì chúng ta không hề nhìn thấy. Cái bằng N2 không bao giờ có sẵn trước mắt chúng ta, đúng không? Và thường thì có một cái xu hướng đó là những cái bạn học tiếng Nhật thường hay gì nhỉ, bỏ giờ giữa chừng. Vâng, còn là điều thật là đáng tiếc. Do tiếng Nhật ngữ pháp phức tạp, còn có chữ Hán nữa, ai mà học được. Đó cũng chỉ là một trong những nguyên nhân mà thôi. Theo mình, nguyên nhân chính ở đây đó là do bệnh cả thèm chóng chán, hay nói cách khác đó là bệnh hào hứng một phút của các bạn trẻ. Cái thèm thì luôn xuất hiện trước tiên và cái lười thì luôn đi kèm ngay sau nó. Vì thế chúng ta phải có một ý chí thật là kiên cường, đúng không? Dũng cảm thì mới chiến thắng được những căn bệnh quái quỷ như vậy. Cuối cùng, các bạn nhớ cho mình điều này nhé. Các bạn đừng chơi với hai thằng có tên là Vẫn Như Nguyên hay là Vẫn Y Nguyên nhé. Vì hai thằng này nó rất là lì lợm, đúng không? Nó lì nên là sức ý của nó rất là lớn, nên là chúng ta rất là dễ bị mắc bệnh của hai thằng đấy. Đấy nhá, hãy tránh xa nó nhé. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi vlog này của mình. Và hy vọng rằng vlog này sẽ đem lại được cho các bạn một chút ý chí để gì nhỉ, kéo các bạn đi đến thành công của mình sớm hơn. Bye bye và hẹn gặp lại trong clip tiếp theo.